Em chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái thùng máy bào của Makita ha. Đây nguyên một thùng về là nó như thế này, nó rất là đẹp ha. Đây. Rồi, bây giờ em sẽ mở máy ra và cho cả nhà xem về trong đây có những gì. Đây, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu linh kiện của máy kèm theo. Thì trong đây linh kiện của máy kèm theo nó gồm có một cái ô vít ba ke tiếng Nhật không nha, mới chưa qua sử dụng. Tiếp theo là một cái ây khóa dùng để mà mở lưỡi tàu, mới chưa qua sử dụng. Tiếp theo là một cái cái này là cái gá gì đó, nó như thế này, nó nằm trong cái tờ giấy này đó. Rồi tiếp theo là một cái gá kẹp để mài lưỡi bào đó, cũng mới chưa qua sử dụng luôn. Và trong đây nó có hai con ốc xe cua gì đó, đó. Chưa mở ghim luôn nha, ghim mới còn xét luôn nha đó. Hai con ốc xe cua. Rồi thì phần cuối cùng là một con máy tàu Makita. Con máy bào Makita này theo ngoại quan của em nhận định thì nó mới phải là hơn 95% rất mới. Và em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà ha. Vì về cong á, nó có phần cứng ở đây ha, cứng ở phía trên này đó, chạy chút xíu. Rồi con này thì em nói có thể gọi là đa năng á, con máy bào là đa năng nha. Đây phần dưới của máy ha, đây là dây điện nguồn này, nó dài cũng phải là 5-6 mét á. Rồi thì em xin đọc thông số của con máy bào cầm tay Makita. Đây là dạng như là nó thiết kế gọi là bào sát tường á, bào cạnh á đó. Rồi, đây là con máy bào Makita. Nó có model là 1001. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên dinh của nó là 100V, có công suất là 750W, có vòng tua là 12.000 RPM. Con này nó có ghi đát là tháng 7 năm 1954. Trời ơi, dạng cổ á, 954 á, mà nó mới như thế này này. Và đa năng một chỗ là cả nhà có thể gọi là bào hẳn được ha, khi bào hẳn. Rồi cả nhà có thể gọi bào cong đó. Bào cong thì cả nhà sẽ mở cái phần này ra, cong ra hay cong vô nha đó. Ví dụ như bây giờ cong vô thì cả nhà sẽ đưa xuống. Đây là cong ra nè đó, cong ra. Rồi nếu mà cong vô á thì cả nhà sẽ bẻ này xuống đó, rồi nó cong vô nè đó, đường cong vô ha, bẻ lên hết cỡ. Rồi đường cong ra đây, vừa gọi là máy bào hẳn, vừa gọi là máy bào cong luôn đó. Bào cong thì mình để mặt thẳng này là mình canh, rồi xong mình khóa lại. Rồi tổng trọng lượng của một con máy này luôn, dây điện thì nó nặng là 7 kg, còn nguyên một cái thùng máy á thì nó sẽ nặng là 10 kg. Rồi bây giờ em sẽ ép máy cho cả nhà ha. Và cả nhà sẽ coi cái lưỡi nó nè, rất mới luôn đó. Rất mới nha. Nha cả nhà, khi mà bóp cỏ là nó tự động nó lên lần ha.
Dạ rồi, thì con này á nó có bộ bào ăn sâu lên tới 2.5 được nha cả nhà, lên tới 2.5 đó, thì ăn sâu tối đa một lần ăn á quá đã cho một con máy Makita, máy bào đa năng. Thì em xin đọc lại thông số của con máy bào cầm tay sử dụng điện đa năng này một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy. Thì con máy bào cầm tay Makita nó có model là 1001. Con này là hàng nội địa nhờ, sử dụng nguồn điện nguyên dinh là 100V, công suất của nó là 750W, có vòng tua là 12.000 RPM. Máy sử dụng cỡ lưỡi là 82mm. Tổng cân nặng của một con máy là 7kg, nguyên một thùng là 10kg. Thì em bán cho cả nhà một con máy mới như thế này với cái giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.